cho cháu nó lấy cái xe. Rồi, bác về đi. Xem cái thái độ của nó như thế nào để bác giúp đỡ à. Được rồi. Cứ để xe đấy. Dạ. Mai bảo cháu nó lên đi xe nhé. Dạ. Đấy thì trong cái câu chuyện như thế này thì có nhiều công lao của bác, thì em cũng muốn cảm ơn bác vì cái sự giúp đỡ của bác thôi, tại vì bây giờ em cũng có việc nên là em phải xin phép bác luôn ạ. Có gì em cảm ơn bác nhiều nhá. Về nhá. Em ấy chết không quên gì à? Dạ. Không, em có quên gì đâu ạ. Ấy chết. Bác nhắc kéo bác, em quên chung chìa khóa. Em đã cảm ơn bác nhiều nhá bác. Quên gì à? Hoa hồng. Ấy chết. Thế mà em quên bác. Giờ đây em có một hoa hồng gọi thì coi như là quà để tặng vợ bác. Em cảm ơn bác nhiều nhá. Trong vì cũng nhờ công sức của bác nên là nhà em mới lại mồi nhưng mà đẹp kìa. Em trong đây cũng có gọi đẹp tí à. Chết, không được, chị cất đi. Thôi bác cứ nhận đấy, coi như là cô ý lòng nhiều, bác nhận cho em vui nhá. Thôi được rồi. Em chào bác nhá, mày em may mắn lắm biết gặp được bác đây.